Alo, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm di trú và cuộc sống Mỹ. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một nơi rất là nổi tiếng ở thành phố San Antonio, Texas, đó là Nigel Bridge Cavern. Thì ở Texas có nhiều bạn đã biết đến nơi này rồi, nhưng mà có nhiều bạn cũng chưa biết đến. Thì nếu bạn nào chưa biết thì cùng mình đi tham quan cái hang động tuyệt đẹp này và cũng là một trong những kỳ quan của tiểu bang Texas. Mình đã khởi hành từ Dallas đi xuống San Antonio ngày hôm qua và mình đã đi tham quan River Walk rồi. Hôm nay thì mình dành một ngày cho Nigel Bridge Cavern. Ok các bạn, bây giờ mời các bạn cùng mình đi tham quan hang động tuyệt đẹp này nha. Trước khi đi vào việc thám hiểm các hang động thì chúng ta cùng nhìn qua một lượt lịch sử của Nigel Creek Cavern nha các bạn. Thì hang động này được phát hiện vào ngày 27 tháng 3 năm 1960 bởi ba sinh viên của Đại học St. Mary ở San Antonio, Texas. Sau khi họ phát hiện được nơi đây thì họ đã lập tức liên hệ với chủ đất. Chủ đất khi này là bà Clara Webb. Bà Clara Webb sau đó thì tái hôn với người chồng tên là Harry Haldeman, do đó bà cũng mang họ Haldeman luôn. Bà chủ đất này đã đồng ý cho xây dựng và phát triển nơi đây từ năm 1963, và sau đó thì mãi cho đến ngày 3 tháng 7 năm 1964, chính thức Nigel Creek Cavern mới được đi vào sử dụng và hoạt động. Và các hang động ở Nigel Creek Cavern đã trở thành địa danh tự nhiên quốc gia được đăng ký của Hoa Kỳ vào năm 1971. Chúng ta sẽ phải mua vé để đi các cái tour thám hiểm các hang động, và thông thường thì họ sẽ dẫn một lần là khoảng 20-30 người gì đó ha, để đi một tour đi xuống các hang động, và trong thời gian đó thì chúng ta sẽ ngồi đợi và có thể chơi những trò chơi mạo hiểm ở trên không giống như vậy. Hoặc là các bạn có thể vào những tiệm ăn nhỏ ở trong khu vực này để mua thức ăn và đi ra các nhà chờ này để ngồi ăn. Chúng ta cùng đi vào một gift shop để xem những món quà lưu niệm ở đây có gì đặc biệt nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi tham quan hang động nha các bạn. Tour này sẽ kéo dài 45 phút và chúng ta sẽ có một người hướng dẫn viên để dẫn chúng ta đi. Okay, so có đèn sáng thế đây thôi. How these formations form is through rainwater going through the soil, collecting CO2 from decaying plants and animals, forming a weak carbonic acid. That carbonic acid is then going to go through layers of limestone, dissolve the limestone, and pick up calcite. Eventually, that calcite solution is going to reach the cavern atmosphere, CO2 will then be released, and the deposit of calcite will then begin to crystallize and start building up over time. Now, the average rate that all these formations in here take to grow is a cubic inch every 100 years, or a way to think about it is the freezer made one ice cube every century. Wow.
The first stone we're going to be taking a look is dripstone. How it forms is through dripping water. So right here, you are going to see stalactites. A good way to remember them is that they hold on tightly to the ceiling. Right over here, you'll see stalagmites. A good way to remember them is that they might reach the ceiling one day. Now, when a stalagmite and a stalactite meet in the middle, they'll form this formation down here that is called a column. Now, if you take a look right here, you're going to see kind of these small, thin-looking stalactites. Those are called soda straws. They are hollow in its center, and theoretically, yes, if you were to break one off, you could use it as a soda straw, and it tastes like a third-degree felony. So next up, we have flowstone. So right here, this is cave ribbon. When cave ribbon gets large enough, it will eventually become cave curtain. And when cave curtain gets big enough to where it touches the floor entirely, it becomes cave drapery. Now, there is no cave drapery in this room, but we will see some later on the tour. Why this room is called the Jeremy room is not because cave Eugene Jeremy found this place. It's because when Jack, Reggie, and Miles, you know, got the loved ones on the Discovery Tour averaged in length of 6 to 7 inches. So kind of think about why the ones on this tour are so much bigger and hold on to that thought until we get into the last room. Also, before we head down, as soon as I point this out, you are definitely going to want to see this, but if you take a look right up here, you are going to see a smiling face. Một điều vô cùng đặc biệt là cho dù khí hậu, nhiệt độ ở trên mặt đất có bao nhiêu độ đi chăng nữa thì ở dưới hang động này nhiệt độ quanh năm vẫn không bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn giữ một nhiệt độ là 70 độ F, tức là khoảng 21 độ C đó các bạn. Và độ ẩm là 99%. Hang động này những phần mà người ta đã khám phá được sâu đến 180 feet từ mặt đất, và những phần chưa khám phá của hang động có nơi sâu lên đến 230 feet. Đây là hang động đá vôi có diện tích lớn nhất ở Mỹ, và hang động này được tạo thành do lượng nước mưa từ trên mặt đất ngấm xuống và nhỏ giọt dần và tạo nên những hình thù vô cùng đặc trưng cho những tảng đá vôi này. Người ta tính toán được rằng đã trải qua hàng triệu năm thì những tảng đá vôi to lớn này mới được hình thành giống như ngày hôm nay. Có những tảng đá vôi, người ta tính được tuổi thọ của chúng đã lên đến 240 triệu năm. Do trong hang động khá tối và ẩm ướt nên tất cả các khách tham quan nơi đây đều phải đi theo một trình tự nhất định, đi theo người hướng dẫn viên, và chúng ta nên trang bị cho mình những đôi giày thể thao, những đôi giày tennis shoe để chúng ta đi bộ trong cái hang này, nếu không thì chúng ta sẽ dễ bị trượt ngã. If you look over here, you are going to see Diamond River. Unfortunately, it is not made out of diamonds. It is made out of calcite crystals, which act like a mirror. So when I shine my light at them, that light bounces off and gives it that sparkling look we see down there. Now, those crystals are an inch in diameter, so they're pretty big. So we're about to enter into the southernmost part of the Jeremy Room. On the way over, we are going to be passing by a formation on the railing, which is called the Handrail Formation. It is going to be on y'all pit. So what they did was two men by the name of Reggie Weeks, who I did talk about earlier, and another guy by the name of Lord Price. They got a 68-pound jackhammer and jackhammer sideways and connect the Jeremy Room and the Hidden Passage portion together, and it took them 2 weeks to complete. Also, Walden Price still works here to this day. Yeah, he's still going strong. So, on our way down, if you are taller than 5'6", well, sadly, you are going to have to duck because the ceiling does kind of come in a bit. Also, heading down, it is pretty wet. The stairs are steep, so if you need to hold on to the railing, please do so. You can now grab onto both railings heading down since you will pass. You, at that point, yes, you've already passed by. Có một điều vô cùng quan trọng khi chúng ta thám hiểm những hang động đá vôi như vậy, đó là theo luật của tiểu bang Thắc Xịt thì hang động này được bảo tồn rất là kỹ, và tất cả những du khách vào tham quan hang động sẽ không được đụng đến bất
kỳ một tảng đá nào ở trong hang động hết. Chúng ta không được với tay ra và đụng chạm gì đến những tảng đá hai bên đường đi hết. Nếu như mà bạn cố tình vi phạm cái luật này thì bạn sẽ phải chịu phạt tù 3 tháng. Còn nếu như chúng ta vô tình chúng ta té ngã vào những cái tảng đá thì đó chỉ là tai nạn, là accident thôi, thì chúng ta sẽ không bị phạt. Các bạn lưu ý điều này khi tham quan hang động nha. Which is pretty much where you would go fastest chain and go half a mile down and come half a mile back. However, we are no longer giving that tour because the rest of this is being developed out, meaning that one day, you know, come down here, experience a little darkness, and then we just keep on going until we eventually hit the exit, making this a one-way tour instead of a two-way tour. Okay. Let's be for real, that's a lot easier than, you know. The real stories of lost yeah. people. Yeah. Mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đi tham quan một hang động khác cũng nằm trong khu vực Nigel Great Cavern này luôn. Hang động sau hứa hẹn sẽ đẹp hơn hang động này rất là nhiều. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.